Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thưa quý vị, theo như tờ báo Việt Times vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 cho biết, truyền thông Trung Cộng vừa loan tin giàn khoan biển sâu đầu tiên của Trung Cộng mang tên Hải Dương Thạch Dương 981 đã khoan thành công một giếng dầu ở Biển Đông. Và phía Trung Cộng đang có kế hoạch bắt đầu khai thác khí hóa lỏng để cung cấp năng lượng cho khu vực Vịnh Quảng Đông, Hồng Kông và Macau từ giếng khoan này. Được biết, giếng khoan này nằm ở phía đông Biển Đông là giếng khoan nghiêng sâu 4.660m độ sâu, theo chiều thẳng đứng là 2.529m, độ sâu từ đáy biển lên mặt nước là 680m. Trước đây thì các giếng khoan dầu khí biển sâu của Trung Cộng đều do các giàn khoan ngoại quốc thực hiện, và đây là giàn khoan đầu tiên mà phía Trung Cộng thiết kế và đóng. Giàn khoan Hải Dương Thạch Dương 981 từ khi đi vào vùng biển Đông Á đã hoàn thành tổng cộng 32 mũi khoan. Mũi khoan sâu nhất là đạt được 1.721m. Giếng khoan thành công đầu tiên của Trung Cộng sẽ được sử dụng cho việc khai thác khí hóa lỏng. Theo như kế hoạch, sản phẩm thu được sẽ đưa về hải cảng Cao Lâm ở Chu Hải của Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Cộng. Sau khi trải qua các tiến trình lọc, nguồn khí hóa lỏng này sẽ được cung cấp cho 70 triệu dân ở khu vực Vịnh Quảng Đông, Hồng Kông và Macau. Georgia vinh danh 150 cựu chiến binh Việt Nam. Thưa quý vị, theo như NorthwestGeorgiaNews.com, hơn 150 cựu chiến binh Việt Nam đã được mời tham dự buổi lễ do Bộ Cựu chiến binh Georgia tổ chức tại nhà thờ Kitô giáo Pleasant Valley vào hôm thứ Bảy 13 tháng 4 để nói lời cảm ơn các quân nhân từng tham chiến cuộc chiến tranh Việt Nam. Tính ra, đã hơn nửa thế kỷ đối với một số binh sĩ từng phục vụ quân đội thời chiến tranh Việt Nam, nhưng độ tuổi chất chồng không làm họ mất đi sự nhanh nhẹn khi tham dự buổi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Theo Mike Robbie, Ủy viên dịch vụ cựu chiến binh Georgia, thì việc thu thập tin tức và công nhận các cựu chiến binh từng phụng sự quân đội thời chiến tranh Việt Nam hiện nay là hết sức quan trọng. Ông Mike Robbie nói rằng, buổi lễ được tiến hành vào hôm thứ Bảy như là một phần của nỗ lực đang được Bộ Cựu chiến binh Georgia thi hành rộng rãi khắp tiểu bang để công nhận và giới thiệu từng người một lực lượng quân nhân đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tham dự buổi lễ tổ chức vào hôm thứ Bảy thì ông John Ware là cựu chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt chiến đấu tại Việt Nam vào năm 1968 và 1969, cho biết công việc thoạt đầu của ông đó là huấn luyện thành viên của các tổ chức bảo vệ thường dân và tham gia chiến dịch ngăn chặn nguồn tiếp tế của Cộng sản Bắc Việt vận chuyển vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Ông Ware cho biết là đã tìm thấy niềm an ủi lớn lao khi tham dự buổi lễ cảm ơn các cựu chiến binh chiến đấu tại Việt Nam. Khác với trước đây, họ đã bị nhổ nước bọt vào mặt và kết án là kẻ giết người khi quay về nước. Gene Free là thành viên của binh chủng hải quân từng phục vụ tại đơn vị thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7, Sư đoàn 1, Thủy quân lục chiến. Ông có mặt tại Đà Nẵng trong phần lớn thời gian tham gia cuộc chiến đấu tại Việt Nam. Tất cả các cựu chiến binh cư dân Georgia phục vụ quân đội trong thời gian từ 1 tháng 6 năm 1954 đến 15 tháng 5 năm 1975 đều nhận được bằng tưởng lệ. Trong số này có cả cựu chiến binh không lực Hoa Kỳ từ căn cứ không quân ở Thái Lan, tham gia chiến dịch ngăn chặn cuộc nam tiến của bộ đội Cộng sản Bắc Việt tại đường mòn Hồ Chí Minh. Câu chuyện của di dân Việt Nam thế hệ thứ hai lên sàn diễn nhạc kịch opera ở New York. Thưa quý vị, Trung tâm Trình diễn nghệ thuật Baroque của thành phố New York sẽ cho trình diễn vở kịch nói tới khía cạnh đời thường của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, chạm đến những vấn đề gây gốc mà họ phải đối phó trong lĩnh vực văn hóa di trú, kế thừa và nhân bản. Mục tiêu chính của vở kịch nhằm vinh danh một em học sinh lớp 11 đã trở thành 11 tuổi đã trở thành nơi nương tựa của các anh chị em của mình sau khi mà cha mẹ ly dị. Và đây cũng là một nữ học sinh mới lớn thuộc thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai phải ra tòa vì đã trốn học để nuôi các em trong gia đình mình. Vở kịch chính thức ra mắt công chúng từ ngày hôm nay cho tới ngày 18 tháng 4, được giới thiệu như là một công trình của nhà biên kịch Hoàng Ruo và thủ thư Bao Long Chu. Với sự đạo diễn của Ashley Tata, vở kịch nói về câu chuyện của em Diana Trần là học sinh trường trung học Texas bị kết án tù vì trốn học. Hoàng Ruo nói rằng câu chuyện của Diana Trần đã lay động trái tim mình, không khác như một thông điệp quan trọng cần được chuyển tới công chúng trong năm 2019. Cô nói về cuộc chiến đấu để giải quyết vấn đề của di dân thế hệ thứ hai. Với nhạc kịch Bound mô tả câu chuyện của tình người,
một công việc không dễ dàng đối với các nhân vật xuất hiện trên sân khấu. Họ không chỉ hát theo nội dung yêu cầu của vở kịch mà phải thấu hiểu nhân vật để chuyển tải câu chuyện đến khán thính giả qua lời ca và diễn xuất xuất của họ. Theo Hoàng Ru, thì tất cả những đặc điểm đó đã tạo nên một loại hình nghệ thuật opera truyền tải các câu trù chuyện và đời thường thông qua âm nhạc. Một trong bốn con rùa hiếm nhất thế giới đã chết trong sở thú của Trung Quốc, thưa quý vị, theo tin từ CBS. Vào hôm Chủ nhật 14 tháng 4, các viên chức cho hay một con rùa cái duy nhất được biết đến trong những loài rùa hiếm nhất thế giới đã chết tại một sở thú ở miền nam của Trung Quốc. Con vật này là một trong bốn con rùa mai mềm khổng lồ sống ở sông Dương Tử còn tồn tại trên thế giới. Sở thú Tô Châu, nơi con rùa cái sinh sống, cũng có nuôi một con rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử. Hai con còn lại hiện nay đang sống tại Việt Nam, nhưng giới tính của chúng vẫn chưa được xác định. Chính quyền của thành phố Tô Châu đã trích lời nhân viên sở thú và tuyên bố rằng con rùa này chết vào chiều ngày hôm thứ Bảy 13 tháng 4. Họ cho biết là các chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật để thu thập mô buồng trứng của con rùa để nghiên cứu trong tương lai. Tờ Nhân dân Nhật Báo do nhà cầm quyền Trung Cộng đưa tin rằng con rùa này đã hơn 90 tuổi và đã từng trải qua nỗ lực thụ tinh nhân tạo lần thứ 5 không lâu trước khi qua đời. Nhân dân Nhật Báo cho hay trong một cuộc kiểm tra y tế cho thấy con rùa có sức khỏe tốt trước quá trình thụ tinh và việc thụ tinh nhân tạo dường như diễn ra suôn sẻ, nhưng con rùa đã chết vào ngày hôm sau. Được biết là rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử có nguồn gốc từ Trung Hoa, sinh sống ở sông Dương Tử và Thái Hồ. Chính quyền Tô Châu cho biết là các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài đang điều tra nguyên nhân cái chết của con rùa này. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Việt Nam đến miền Nam California. Mời quý vị nhớ đón xem. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị một phóng sự từ Việt Nam và tin chi tiết với Diệu Quyên. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019, có nhiều tin tức liên quan đến việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, lan truyền trên các trang mạng xã hội. Sự việc này như thế nào? Phóng viên SBTN tường trình sau đây. Trước thông tin ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn do bị xuất huyết não trong lúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Ngày 15 tháng 4, phóng viên có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 2 giờ chiều, trước cổng bệnh viện có hai viên công an mặc sắc phục, một số thành viên trong tổ bảo vệ dân phố và một số thanh niên lạ mặc thường phục được cho đó là an ninh. Người dân cho biết, tối ngày 14, bỗng dưng trước cổng bệnh viện xuất hiện một lực lượng lớn công an mặc sắc phục. Sáng ngày 15, một khu điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày thường đông đúc bệnh nhân và người nhà, nhưng hôm nay thì bỗng dưng vắng lạ. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng của phóng viên đã khẳng định, ông Trọng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 0 giờ sáng ngày 15, một người thân của nguồn tin này làm bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải nhanh chóng có mặt ở bệnh viện để tham gia hội chẩn cho ông Trọng. Tất cả các bác sĩ đều không được sử dụng điện thoại như những ngày thường. Đến chiều ngày 15 thì ông Trọng vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin ông Trọng bỗng dưng lâm bệnh đã làm nóng dư luận Việt Nam, đặc biệt là những người quan tâm đến tình hình chính trị. Bởi từ sau năm 1975 cho đến nay, ông Trọng là người đầu tiên đứng trên đỉnh cao của quyền lực, khi một lúc nắm giữ cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Và đây cũng là khoảng thời gian tình hình chính trị Việt Nam đang ngày càng phức tạp, khi việc thanh trừng phe phái đang tiếp tục diễn ra và mưu đồ thao tóm Việt Nam của Trung Cộng ngày càng rõ hơn. Thì đây là một cái tin mà chưa xác minh nhưng mà có thể xảy ra. Nếu thật thì đây là một người mà 75 tuổi mà đột quỵ đến nỗi cấp cứu bằng trực thăng hay là vào bệnh viện như thế, chứ giờ chưa có một thông tin nào á, thì tôi nghĩ là khá nặng, khá nguy hiểm. Mà nếu có qua được ông cụ chủ tịch nước mà ông qua được thì ông cũng không thể đảm đương cái cương vị chủ tịch nước và cương vị tổng bí thư được, vì vấn đề sức khỏe không có luật pháp không cho phép. Một người đó nắm một cái vai trò quan trọng của quốc gia
nổi cộm một nhân vật gọi là Thăng Trung Cộng. Và nó được ông được gán cái mẫu là bán tất cả đất nước cho Trung Cộng, là người trung thành nhất của Trung Cộng. À, mà bây giờ ông mất đi thì tạo ra sự hả hê của những cái người có quan điểm như vậy. Ông chết đi là để lại vô vàn những cái hệ lụy. À, ví dụ lực lượng tham nhũng, lực lượng bị bắt bớ nổi dậy trả thù người dân chống tham nhũng, chống họ, trả thù những ai đã bắt bớ phe cánh của họ nếu có. Đây là một cái nỗi khủng khiếp. Rồi những người theo ủng hộ ông cũng bị càn quét. Đó là một cái khả năng mà vừa rồi bỏ phiếu ở Trung ương mà có 36%, tức là gần 100 người rõ ràng công khai bảo vệ không kỷ luật ông Tất Thành Cang, không cách chức, không bỏ tù ông Cang. Đây là cũng là một cái vấn đề mình cũng thấy rằng cái lực lượng chống ông Trọng còn khá nhiều, đông như con nghiêng. Ngay chân đó mà họ công khai như vậy thì những người ba phải nếu bên khác mạnh thì họ bỏ ông Trọng, thì cái điều đó cũng có nhiều. Đấy, cho nên đây là một cuộc giằng co giữa các cái thế lực. Trước thông tin trên mạng xã hội về việc ông Trọng lâm bệnh nặng, phía nhà cầm quyền Cộng sản và truyền thông nhà Đảng vẫn đang giữ thái độ im lặng. Thật giả như thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Và có thể là trong dịp gần đây, nhất là chuyến sang Trung Quốc của ông Trọng có được thực hiện như dự trù hay không. Tuy nhiên, điều quan tâm nhất của nhiều người có lẽ là nếu ông Trọng bị bệnh thật, thì ai sẽ là người lên thay ông Trọng? Quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản được phân chia, tranh giành như thế nào vẫn đang là một câu hỏi rất lớn đối với người dân. Nhưng mà nói như lời nói gió bay thì cái chuyện mà vai trò ông có thể tổng bí thư thì cũng có thể, chủ tịch nước thì cũng có thể. Bà Ngân làm chủ tịch nước thì hơi khó, nhưng mà ông Phúc thì có khả năng. Hiện tình chính trị Việt Nam, hiện tình của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã thấy rõ trong 3 năm qua, từ Đại hội 12 tới nay. Đấy. Cho nên một nhân vật nào xuất chúng thì chưa thấy được. Những cái người mà họ phát ngôn đó mình thấy nó tầm bậy mà cũng đưa lên hàng bộ trưởng, mà lỡ mà họ trúng chức chủ tịch nước, tổng bí thư là chết cái đất nước này luôn. Đấy, cho nên là mình quá sợ rồi. Những họ phát ngôn không có phẩm chất, tư cách hay là ngôn từ của một lãnh tụ, của một bộ trưởng, của một chính khách mà được đào tạo, được kinh nghiệm và cẩn thận, tôn trọng dư luận và nhân dân. Cho nên bây giờ ông Trọng người nào mà đưa lên được. Cho nên mình thấy làm sao mà có một cái nhân vật nào thay thế ông Trọng khả dĩ thì cũng khó đoán. Để xem lựa trong cái hàng ngũ đó có những nhân vật bí mật, bí ẩn nào không, chứ còn cái lộ ra đó thì chưa thấy ai. Có khả năng ông Vượng ông làm được gì không, chưa biết được. Nhắm nhất là ông Vượng đó, là cái nhân vật mà mình thấy là ông có trình độ giảng viên luật đấy, rồi từng làm viện kiểm sát mà cũng có những cái tố chất của một chút xíu gì đó, có một cái người mà có thể là không sợ giang hồ. Bỉnh trúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tức vong. Liệu rằng hai câu sống của Trạng Trình đang được lan truyền có ấn nghiệm như nhiều người vẫn đồn, và Việt Nam sẽ như thế nào nếu hai câu sống trở nên thành hiện thực, vẫn luôn là điều chỉ có thời gian mới trả lời được. Chúng tôi tương trình trên đài SBTN tại Sài Gòn. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.